Vào ngày đầu tiên của năm mới, tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu sẽ diễn ra lễ hội Carnival mùa đông chủ đề Ngày hội sắc màu với sự tham gia của 1.000 người mẫu diễn viên vũ công kết hợp màn trình diễn ấn tượng của trực thăng, thủy phi cơ và dù lượn. Chương trình hứa hẹn sẽ là một lễ hội đường phố mãn nhãn tạo nên những dấu ấn khác biệt của Carnival mùa đông. Hơn 1.000 diễn viên các câu lạc bộ và người mẫu cũng như là người đài Hạ Long và các cái nhóm nhảy, các câu lạc bộ nhảy của thành phố Hạ Long đã gấp rút tập luyện với một cái không khí rất là tưng bừng để chuẩn bị cho cái chương trình đặc biệt này. Em cảm thấy rất tự hào khi là sinh viên trường đại học Hạ Long được góp phần tham gia vào chương trình Ngày hội sắc màu. Em và các bạn đã tập luyện cho chương trình Ngày hội sắc màu đã 2 tuần nay. Lễ hội Carnival mùa đông sẽ chính thức diễn ra vào 16 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và mở cửa miễn phí cho người dân du khách đến tham dự.